nữ ca sĩ bị chính người hâm mộ tát thẳng mặt ngay trên sân khấu. Nữ ca sĩ bày tỏ sự bức xúc trước hành động quá khích của fan cuồng. Trang Insider đưa tin nữ ca sĩ Ava Max vừa bị một người đàn ông tấn công trong lúc cô đang trình diễn tại đêm nhạc ở nhà hát Fonda, Los Angeles. Qua đoạn clip được lan truyền, có thể thấy người đàn ông này đã vượt qua hàng rào bảo vệ, chạy lên thẳng sân khấu và tát thẳng vào mặt Ava Max. Cú tát khiến nữ ca sĩ choáng váng, đứng không vững. Ngay sau khi phát hiện sự việc, đội vũ công và an ninh đã lao lên sân khấu để ngăn và lôi người đàn ông này xuống dưới. Ava Max sau đó đã phải ôm mặt, cố gắng kết thúc phần trình diễn của mình. Sự việc xảy ra khiến nữ ca sĩ không khỏi tức giận, cô bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân, hắn ta tát tôi mạnh đến nỗi làm chảy xước bên trong mắt tôi. Hắn ta sẽ không bao giờ được đến show của tôi một lần nữa. Cảm ơn các fan tại Los Angeles đã thật tuyệt vời tối nay. Ava Max là nữ ca sĩ nổi tiếng, được yêu thích với loạt hit đình đám như King và Queen, Not Your Barbie Girl, Sweet But Psycho. Trong số đó, Sweet But Psycho từng lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và dẫn đầu Vương quốc Anh. Trước đó vài ngày, ngôi sao nhạc pop Bibi Rexha cũng bị một fan cuồng ném điện thoại di động vào mặt trong buổi hòa nhạc tại New York. Kẻ tấn công hiện đã bị bắt vì tội hành hung, còn nữ ca sĩ phải khâu vết thương của mình.